ta cùng dâng lời cầu nguyện để xin cho tiến trình phong chân phước và phong thánh của Đức Cha Phong Sapali được diễn tiến tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Con lại xin Chúa. Đừng ngại, hãy làm cho biểu lộ những nét đẹp của một người thiếu nhi thánh thể. Trên vai ta mang màu khăn thắm tươi, phụng sự nước Chúa khắp mọi nơi. Người huynh trưởng trở nên như ánh sáng, vui dân thân. Ở trong Cựu Ước thì người ta thấy nói về giao ước đối với của Thiên Chúa đối với những cá nhân. Ví dụ Abraham có giao ước với Chúa. Ví dụ David có giao ước với Chúa. Fratelli e sorelle, buonasera. Mười năm hội ngộ và tri ân, để tạ ơn ân phúc Chúa dành, để sẻ chia khơi dậy tình thân mến, để khắc sâu ơn nghĩa luôn cao vời. 50 năm ghi dấu chân thời gian, thành bài ca bao la tình thương Chúa. Ngôi nhà này là nơi chúng ta được đào tạo lớn lên trong ân sủng. Ngôi nhà này là nơi chúng ta được bao bọc bởi tình giáo hội và tình huynh đệ thân thương. Những thời gian chúng ta được huấn luyện là thời của ân sủng, chuẩn bị để chúng ta sống trước linh mục bởi ân sủng còn lớn lao hơn rất nhiều. Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội xin kính chào quý vị. Vậy là chỉ còn vài tiếng đếm ngược nữa thôi, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024. Kính thưa quý vị, năm 2023 là một năm với nhiều dấu ấn đặc biệt trong sinh hoạt đức tin tại Tổng giáo phận Hà Nội. Sau đây sẽ là bức tranh toàn cảnh, điểm lại 10 sự kiện nổi bật do truyền thông Tổng giáo phận bình chọn. Ngày 29 tháng 10 năm 2023, một ngày đi vào lịch sử của Giáo hội Việt Nam nói chung và Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng khi lần đầu tiên được mở án phong chân phước và phong thánh cho một tôi tớ Chúa là Đức Cha François Paluy. Phiên khai mạc cuộc điều tra và thánh lễ cầu nguyện cho tiến trình này được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đây cũng là dịp kỷ niệm 339 năm ngày Đức Cha François Paluy qua đời ngày 29 tháng 10 năm 1684. Biến cố đặc biệt này có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Quý Đức Cha, Đức Khâm sứ Tòa Thánh Marek Zalewski, Cha Vanh Sang Silikan, bề trên nhà Mép và Cha Bantaza Castellino, phó bề trên nhà Mép. Quý cha trong ban điều tra, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Phiên khai mạc gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là công bố hồ sơ phiên họp với việc tóm tắt cuộc đời và sứ vụ của Đức Cha François Paluy, công bố thư chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh, công bố tiến trình thủ tục tố tụng của phiên họp. Phần thứ hai là việc tuyên thệ trung thành. Tòa án bao gồm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ tọa, Cha Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội Anton Nguyễn Văn Thắng, đại diện Đức giám mục, Cha Giuse Nguyễn Văn Điệp, Linh mục giáo phận Thanh Hóa, biện lý, Cha Anton Trần Văn Phú, Linh mục Tổng giáo phận Hà Nội lục sự và Cha Phêrô Trần Quang Diệu, Linh mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó lục sự, chịu theo huấn thị Sanctorum Mater, điều 86. Trong phiên họp đầu tiên của cuộc điều tra, vị chủ tọa và các nhân viên điều tra vụ án lần lượt đặt tay trên sách tiên mừng, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Phiên khai mạc khép lại với thánh lễ cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh cho vị thừa sai đã dành cả cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Công nghị Tổng giáo phận Hà Nội là sự kiện điển hình trong giai đoạn cuối năm 2021 đến năm 2022 và hoa trái của tiến trình này đã được đúc kết lại trong văn kiện hậu công nghị Tổng giáo phận Hà Nội và được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ban hành trong năm 2023. Trước
Trước những biến động của xã hội hiện đại làm cho đời sống đức tin của người tín hữu phải đối diện với nhiều khó khăn, Đức Tổng giám mục Giuse nhận thấy cần phải thực hiện một cuộc canh tân đời sống đức tin trong toàn tổng giáo phận. Chính vì vậy, trong suốt một năm, từ ngày 24 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022, với chủ đề canh tân đời sống đức tin của công nghị tổng giáo phận đã được suy tư, đào sâu và thảo luận qua 22 buổi thảo luận và 4 ngày cử hành công nghị. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2023, Ban Thư ký Công nghị đã đệ trình Đức Tổng giám mục Giuse bản báo cáo dài 16 trang tổng kết công nghị, kèm theo đó là văn kiện công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Sau khi đón nhận văn kiện công nghị Tổng giáo phận như tiếng nói tham vấn chính thức của mọi thành phần dân chúa của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse đã soạn và ban hành văn kiện hậu công nghị với tên gọi canh tân đời sống đức tin theo tinh thần công nghị Tổng giáo phận Hà Nội vào chính ngày lễ Đức Maria hôn xác lên trời ngày 15 tháng 8 năm 2023. Kính thưa quý vị, năm 2023 cũng là tròn 35 năm các thánh tử đạo Việt Nam được tôn phong hiển thánh. Dấu mốc đặc biệt này là lời nhắc nhở mọi tín hữu biết noi gương các bậc tiền nhân anh dũng, sống chứng tá tin mừng. 35 năm trước, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, cùng với tổng sắc Quasi Semine Sanguinis như hạt giống máu, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai long trọng tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam, rồi đặt lễ nhớ hàng năm vào ngày 24 tháng 11. Nhân dấu mốc đặc biệt này, Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và mừng kính các chứng nhân đức tin anh hùng tại Trung tâm Hành hương Sở Kiện. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 63 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, nay là đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, đã cùng hiện diện trong thánh lễ đặc biệt này. Được biết, để hướng tới ngày mừng kỷ niệm 35 năm phong thánh các thánh tử đạo Việt Nam, từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11, Trung tâm Hành hương Sở Kiện đã tổ chức chương trình sám hối và hành hương kính các thánh tử đạo cho các giáo xứ trong tổng giáo phận. Trong đó, có 11 giáo xứ thuộc giáo hạt Phủ Lý đã trở về dâng lời cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ mừng kính các ngài. Có thể nói, hiện nay Trung tâm Hành hương Sở Kiện là nơi lưu trữ nhiều nhất thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là nơi tôn kính nhiều xương cốt các thánh tử đạo, trong đó có xương cốt của các thánh tử đạo đại diện cho 10 giáo phận miền Bắc. Nhận thấy sự cần thiết của Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ trong việc hỗ trợ các linh mục thực hiện chương trình mục vụ của Tổng giáo phận trong phạm vi toàn giáo hạt, trong năm 2023, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã quyết định thành lập Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ các giáo hạt. Với mục đích có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức và hoạt động giữa các hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn trong tổng giáo phận và nhất là thuận tiện cho việc các giáo xứ trong một giáo hạt hỗ trợ nhau hầu có sự thống nhất, đồng bộ các chương trình mục vụ của tổng giáo phận, ngày 29 tháng 5 năm 2023, Đức Tổng giám mục Giuse đã quyết định thiết lập tại mỗi giáo hạt một hội đồng mục vụ gồm hai thành phần, ban thường vụ và các ủy viên, đồng thời giao cho Ủy ban Giáo dân kết hợp với Quý cha quản hạt thực hiện công việc này. Theo đó, từ trung tuần tháng 7 tới nửa đầu tháng 10 năm 2023, với sự trợ giúp của Quý cha quản hạt, Quý cha xứ, Ủy ban Giáo dân đã tổ chức bầu cử thành công 7 hội đồng mục vụ cho 7 giáo hạt. Mỗi hội đồng mục vụ có từ 5 đến 7 vị trong ban thường vụ và mỗi xứ trong hạt có một ủy viên. Sau khi lần lượt tổ chức lễ ra mắt ban thường vụ hội đồng mục vụ tại các giáo hạt, Ủy ban Giáo dân đã tổ chức buổi họp mặt đầu tiên cho các thành viên tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội vào ngày 11 tháng 12 năm 2023. Ý thức tầm quan trọng của lời Chúa trong tiến trình canh tân đời sống đức tin cá nhân theo định hướng mục vụ năm 2023 của Tổng giáo phận, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mời gọi tất cả các Kitô hữu cùng học hỏi, suy niệm và sống tin mừng. Năm 2022, Đức Tổng giám mục Giuse đặc biệt mời gọi quý linh mục đoàn đào sâu hơn nữa việc học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew để có chất liệu vững chắc truyền đạt cho giáo hữu những gì Chúa muốn nói qua tin mừng này. Theo đó,
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 năm 2023, Quý Linh Mục Đoàn đã trở về trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận để tham dự khóa thường huấn, học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh thuyết giảng. Đặc biệt, Tổng giáo phận đã in ấn 100.000 cuốn tin mừng theo Thánh Matthew loại bỏ túi và trao cho giáo dân để học hỏi tại các giáo xứ. Sau thời gian bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đại hội huynh trưởng giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 3 đã chính thức trở lại và quy tụ gần 2.000 tham dự viên là các huynh trưởng, dự trưởng đến từ 11 giáo phận. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Hành hương các Thánh Tử Đạo Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội với chủ đề Làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Xuyên suốt 2 ngày đại hội, các tham dự viên đã cùng nhau hòa mình vào các hoạt động đầy sức sống như thi cắm trại, trình bày sáng tác sinh hoạt vui kinh thánh, tìm hiểu về phong trào thiếu nhi thánh thể, thi vui học kinh thánh, lắng nghe huấn từ của Quý Đức Cha, tham dự thánh lễ và chầu thánh thể. Tất cả đã tạo nên một ngày hội ngộ đầy ấn tượng và truyền lửa cho các tham dự viên. Được biết, Đại hội huynh trưởng giáo tỉnh lần thứ 4 sẽ được diễn ra tại giáo phận Vinh. Hiệp thông với người cha chung của Giáo hội Công giáo là Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 10 năm khai mạc sứ vụ của Ngài. Đức Tổng giáo mục Marek Zaleski hiện là đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Đức Hồng Y Ferro cùng Quý Đức Cha trong giáo tỉnh Hà Nội đã hiệp dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được cử hành vào lúc 10 giờ thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2023. Ngày kỷ niệm đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha có sự hiện diện hữu nghị của quý khách mời đến từ Ban Tôn giáo Chính phủ và các vị đại sứ đại diện thuộc các đại sứ quán đang hiện diện tại Hà Nội. Trong lời chào đón quý đấng bậc, quý khách mời và cộng đoàn dân Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã được Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm trong dịp Et Limina năm 2018. Cuộc gặp gỡ thân tình với đấng kế vị tông đồ trưởng là một khoảnh khắc khó quên vì sự gần gũi, quan tâm và khích lệ của Ngài. Đứng trước mọi thách đố của thế giới ngày nay, chúng ta hiểu Đức Thánh Cha đang phải đương đầu với những khó khăn như thế nào. 10 năm là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường sứ vụ của Đức Thánh Cha. Với nhiều cống hiến và những sáng kiến trong suốt thời gian qua, Đức Thánh Cha đã mang đến cho giáo hội một diện mạo mới đầy sức sống và tươi trẻ. Kính thưa quý vị, trong năm 2023, quý đấng bậc không chỉ quan tâm chăm lo đời sống đức tin của giáo dân, mà còn không ngừng tăng cường kiến thức cho quý thầy chủng sinh. Chính vì thế, khóa bồi dưỡng năm 2023 đã được tổ chức. Với mục đích giúp các chủng sinh được bổ túc thêm một số kiến thức trước khi lãnh nhận chức phó tế hoặc linh mục, Quý Đức Cha trong giáo tỉnh Hà Nội đã có sáng kiến mở khóa bồi dưỡng cho quý thầy 5 mục vụ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để quý thầy được nối kết tình liên đới, tình huynh đệ và cùng nhau chia sẻ những ưu tư về tương lai của giáo hội. Theo đó, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức khóa bồi dưỡng về phụng vụ và giáo luật cho quý chủng sinh 5 mục vụ trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 2023. Khóa huấn luyện quy tụ 154 thầy, trong đó có 85 phó tế và 69 chủng sinh mãn trường. Quý thầy đến từ 11 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, bao gồm Hà Nội, Lạng Sơn, Hưng Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bùi Chu, Phát Diệm, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Vinh. Năm 50 năm, một chặng đường lịch sử đủ để ghi lại những dấu mốc quan trọng và là thời điểm vàng son để Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng hội ngộ và tri ân. Trong tâm tình ấy, vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023, các cựu chủng sinh là các giám mục, linh mục từ khắp các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội và Đức Cha Phó Tổng giám mục Tổng giám phận Huế đã từng theo học tại Đại chủng viện cùng trở về ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội để tham dự ngày hội ngộ. Ngày Hồng Ân bao gồm phần chia sẻ thân tình của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, công chiếu thức phim tài liệu điểm lại các dấu mốc và thánh lễ tạ ơn.
mừng kỷ niệm 50 năm tái lập là cơ hội để Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng nhìn về quá khứ và tri ân quý đấng bậc đi trước đã dày công xây dựng và phát triển Đại chủng viện như ngày hôm nay. Và cũng như lời chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, ngày hội ngộ mừng kỷ niệm 50 năm tái lập là một cuộc gặp gỡ huynh đệ và như một cuộc trở về nguồn. Tham dự ngày hội ngộ hôm nay có 77 linh mục giáo phận Bắc Ninh, 67 linh mục giáo phận Thái Bình, 89 linh mục giáo phận Hải Phòng, 87 linh mục giáo phận Hưng Hóa, 100 linh mục giáo phận Phát Diệm, 11 linh mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, 67 linh mục giáo phận Bùi Chu và 186 linh mục trong tổng giáo phận Hà Nội. 50 năm là một dấu mốc lịch sử quan trọng để Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng nhìn về quá khứ, tri ân các bậc tiền bối, đồng thời là động lực để Đại chủng viện có thêm những sáng kiến mới trong công cuộc đào tạo linh mục thích hợp với bối cảnh thời đại hôm nay. Ước mong những hoạch định mà Đại chủng viện đang ấp ủ sẽ được Thiên Chúa chúc lành và hướng dẫn thực hiện. Gia đình là hạt nhân của xã hội và cũng là một giáo hội thu nhỏ. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, Ủy ban Mục vụ Gia đình đã tổ chức một thánh lễ vào ngày lễ kính thánh gia dành cho các đôi hôn nhân. Được sự cho phép của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Ủy ban Mục vụ Gia đình đã tổ chức lễ thánh gia quan thầy các gia đình trong Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hành hương Sự kiện. Trong ngày đại hội đặc biệt này, mỗi giáo xứ trong tổng giáo phận có 5 cặp gia đình đã kết hôn từ 5 năm đến 20 năm đã được đăng ký tham dự. Ngày hội ngộ do cha trưởng Ủy ban Gia đình Tổng giáo phận Giuse Trần Văn Đoạt khai mạc với chủ đề Gia đình hiệp hành noi gương thánh gia. Và để các gia đình hiểu sâu hơn về chủ đề năm nay, cha Phêrô Trần Quang Diệu, văn phòng và quản lý khoa thần học Đại chủng viện đã giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về định nghĩa của hiệp hành và sự hiệp hành qua mẫu gương gia đình thánh gia. Cao điểm của đại hội là thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự để cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình công giáo biết noi gương gia đình ở Nazareth. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn lại những sự kiện nổi bật của năm 2023, một năm có những dấu ấn đi vào lịch sử, có những thay đổi nền tảng và toàn diện trong đời sống đức tin của giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội. Một chặng đường mới sẽ mở ra. Với niềm tin nhờ ơn Thiên Chúa, Tổng giáo phận Hà Nội sẽ bước sang năm mới với tinh thần sẵn sàng đón chờ những điều mới. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe và bình an trong Chúa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.